Bây giờ còn có loại maker ngồi rất mềm dẻo như thế này nữa hả ta? Quá trời quá đốt đỉnh rồi. Đây là bộ bút lông mỹ thuật Abaker của Color Kit nhà Thiên Long. Thân bút có dạng hình tam giác cầm chắc tay, dễ dàng thao tác. Một đầu là ngòi brush dùng để vẽ chi tiết nhỏ, một đầu vát dùng để tô mảng lớn, dùng được cho nhiều mục đích khác nhau. Màu thì rất tươi sáng, rất phù hợp cho những bạn yêu thích bộ môn hội họa, đặc biệt là diễn họa thời trang, cũng bởi vì mực rất là bền màu theo thời gian. Đương nhiên là marker có ngòi brush sẽ dùng thích hơn loại ngòi thông thường, vì ngòi thường sẽ không thể uốn dẻo được như ngòi brush. Nhiều lúc tụi mình còn thấy nó quá cứng nữa cơ. Thiệt ra ngòi brush xuất hiện cũng khá là lâu rồi á, nhưng mà Việt Nam chúng ta chưa chuộng nhiều bởi vì chi phí của nó khá là đắt đỏ. Đây Color Kit ra dòng sản phẩm bút marker có đầu brush nên mình quyết định tậu về luôn. Hiện tại đang có loại 12, 24, 36 và 48 màu. Nói chung là xịn, giá mang con ngang luôn. Và đừng quên ấn theo dõi để xem sắp tới mình vẽ gì nhé.